Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Phi-la-tô hỏi Chúa Giêsu rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp: Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi? Phi-la-tô đáp: Ta đâu phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng các thường tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì? Chúa Giêsu đáp: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này. Phi-la-tô hỏi lại: Vậy ông là vua ư? Chúa Giêsu đáp: Quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý bạn chị em, trước tòa án, Phi-la-tô hỏi Đức Giê-xu: Vậy ông là vua ư? Đức Giê-xu đã xác nhận: Ông nói đúng, tôi là vua. Đức Giê-xu xác định Ngài là vua, nhưng vương quyền của Ngài không như kiểu vương quyền của trần gian, không theo nghĩa chính trị. Nước của Ngài không thuộc về thế gian này. Nước của Ngài không giống như các nước ở trần gian, không quân đội, không cằn chăn với quyền lực nào hết. Nước của Ngài là vương quốc của sự thật và tình yêu. Ai sống cho tình yêu và sự thật thì thuộc về vương quyền của Ngài, thuộc về vương quốc của Ngài. Mục đích của thánh lễ hôm nay đối với mọi kẻ tin đó là tôn vinh Chúa là vua trong cuộc sống của chính mình. Câu hỏi đặt ra cho cá nhân mỗi người: Tôi đã tôn vương Ngài trong cuộc đời của tôi chưa? Nếu đặt Ngài làm vua trong cuộc đời, vua trên hết các vua, thì tôi phải sống triệt để hai giá trị tình yêu và sự thật, và đồng thời phải khước từ tất cả những gì đi ngược lại với hai giá trị này. Nước của vua Giêsu là nước của sự thật. Sống theo sự thật thì chẳng bao giờ dễ dàng. Người ta thường nói thật thà trung thực thường thua thiệt, lật lờ lươn lẹo lại lên lương lên lon. Vì thế nếu muốn sống sự thật phải đi ngược lại với dòng đời, phải chấp nhận thiệt thòi, phải chấp nhận thua thiệt. Mà thiệt đời này vẫn còn hơn là phải thiệt đời đời. Nước của vua Giêsu là nước của tình yêu. Sống cho tình yêu là sống cho Chúa. Tình yêu thì đòi buộc phải hy sinh, phải có phục vụ. Phục vụ và hy sinh chính là thước đo của tình yêu. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy là vua cai trị lòng con suốt đời. Amen.